Xin chào các bạn, hôm nay nhạc cụ Minh Đức sẽ test cho mọi người cái đàn Kawai CN23. Ok, thì đây là một trong những cái mẫu đàn bán tương đối chạy, cùng với những cái mẫu như Yamaha Rola là tầm 15 đến 17 triệu. Nào, hôm nay thầy Hiếu sẽ test cho bạn nha. Ok, thầy vừa test qua cây Kawai CN đúng không? 23 thì thầy thấy cái pedal cái này thế nào? Thứ nhất là pedal này nó khá là mềm và cái lực pedal lúc mình sử dụng cũng không nhiều lắm, và cái thứ hai nữa là nó rất là mạnh, cảm giác khi mình gõ xuống cảm giác nó rất là vang. Phím phiếc là độ này cũng ổn đúng không? Phím mọi cái rất là tốt, mình sẽ test qua một lần bàn phím keyboard cho các bạn biết. Tất cả các phím đều rất là. Vậy đây cũng là một cây đàn xứng đáng từ 15 đến 17 triệu.
đánh thật tuyệt hay đúng không? Bài âm thầm bên em. Ok.